Hello anh em và chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Ngay đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái series là Plants vs Zombies Garden Warfare 2 nhé. Và hôm nay thì mình sẽ đi làm nốt những cái nhiệm vụ còn lại của bên Zombie. Mình sẽ lựa chọn một cái con mình sẽ lựa chọn con im này, con im tôm này, và mình sẽ thay đổi các trang phục cho nó đã nhá. Ở đây chúng ta sẽ có các trang phục ở đây. Phần này trang phục đây. Chúng ta có cả Chatter upgrade cơ. Zoom upgrade và tăng máu này, hồi máu này, và tăng cái khả năng zoom của vũ khí. Đây. Mũ à? Wow, lắm mũ vậy ta. Cái mũ khá đẹp ta. Mũ đây là cái bánh hamburger này, bể cá này. Đây, đây là một cái mũ gì đây? Cái này mũ rất là đẹp, mũ kiểu mũ hề. Đây đây, chọn mũ này nhá. Ok, mình sẽ chọn đây là lông mày anh em ạ, lông mày kính này. Wow, đẹp chưa ta? Yes. Cả bộ râu này, râu bàn phím, phím đàn. Là vãi nồi thật. Đây hình xăm, đây hình xăm thôi. Oh, yes. Hình nào đẹp ta? Đây, đây hình này đi. Vẽ hoa lá cảnh trên người. Nó có súng mới này. Đây là súng con gì nhỉ? Con bọ gì nhỉ? Con bọ gì nó vằn vằn đây ta? Đây là súng chuẩn của nó, súng con tôm. Đây. Đấy, đồ hình này đẹp chưa? Chất vãi. Chất nhiều, ok. Và mình sẽ cho ăn im nhá anh em. Rồi, ta sẽ cho ăn im này. Và ta sẽ bắt đầu đi xuống dưới kia làm nhiệm vụ thôi. Ở dưới căn cứ dưới này. Còn mình còn một đống nhiệm vụ nữa chưa hoàn thành của con im. Wow, cái mũ đẹp vậy ta. Chạy xuống nào. Yahoo, yes. Mở cửa ra, Vương ơi, mở cửa ra. Đấy, căn cứ bí mật đã mở ra rồi. Ở đây có cái hòm gì không ta? Không có cái gì cả. Và mình sẽ nhận từ cái thằng tiến sĩ điên này, thằng này bị có cái mũ điện đập vào đầu. Ok, giờ sẽ có cái nhiệm vụ đây. Hình như đây là nhiệm vụ đi con mèo hay sao ạ? Start quest thôi. Sắp xong rồi đấy. Nó sẽ cho mình đi đâu đây? Oh. Cái gì đây ta? Wow, mặt trăng kìa anh em, mình thấy mặt trăng chưa? Mặt trăng hình zombie này. Con này là con thế quái nào sao mình ở trên đầu này vậy? Tôi đã vãi nồi thật. Rồi ok, nó cho mình lên đây ngắm thôi. Nhiệm vụ đây không phải rồi. Next stop Infinity. Đây rồi, chúng ta sẽ đi đánh con mèo rồi anh em. Trận này sẽ là trận con mèo nhá. Continue nào, tiếp tục. Infinity Brain. Đấy, next stop. Bên plan là con rồng, còn bên bọn zombie là con mèo. Đây, ok. Đấy, robot mèo ấy rồi. Wow. Wow, mèo máy khổng lồ. Wow, đẹp vậy ta. Yeah. Kinh nhỉ. Oh. Bay trời kìa, tên lửa mèo. Infinity. Đấy, thấy chưa? Lắm trò hãi. Nó sẽ được dịch chuyển sang một cái không gian khác. Cái Infinity này là rất là khó chơi. Thì nó sẽ rơi ra những cái đồ gọi là những cái đồ Infinity, những cái đồ rất là đắt, khoảng 200.000 một đồ cơ. Đấy, là con mèo. Wow man, con mèo. Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu thủ thôi. Chúng ta sẽ tiến tới cái đối tượng này này. Đấy, con mèo này ta sẽ có 3 chiêu. Chiêu 1 là chiêu lao tới này. Chiêu 2 là chiêu bắn laser. Uê. Bắn tên lửa anh em ạ. Đấy, em có thể bắn tên lửa không? Chúng ta sẽ cần đầy cái thanh thời gian này. Chiêu 3 là chiêu quẫy đuôi. Gần đây rồi. Tàu vũ trụ đâu rồi? Bọn người lùn ạ. Vua người lùn kìa. Ok, tập trung bắn nó. Bắn vào đâu nó? Bắn giữa nó thì được khoảng 28 máu, còn bắn trên đầu nó được 27 máu thôi. Giết máu. Rồi ok. Xong phim. Chúng ta sẽ sang cái lượt thi đấu thứ nhất nào. Nào nào, vào đây. Ok. Ồ, con này di chuyển khá chậm, con mèo di chuyển rất là chậm luôn. Hay là chúng ta đang dùng cái này nên nó di chuyển chậm ta. Next way rồi. Rồi, vào đây cô. Tên lửa anh em ạ. Ồ, đúng rồi, do cái này. Bắn luôn. Vào hết đây.
Bắn mắc xa luôn. Một con. Quẫy đuôi. Quẫy đuôi này chết hết. Yes. Ăn máu thôi, ăn một lọ thôi. Wave 1 đã xong rồi, chắc sẽ cần tiết kiệm máu. Con mèo rất là đẹp. Cái cửa này cũng rất là đẹp luôn. Infinity. Shorty. Nào, bắn rồi. Chúng ta sẽ bắn cái con. Vào đây, vào đây, vào tất cả đây. Oh man. Con nữa. Hay lắm. Ôi, súng ta đang bị nóng lòng. Bình tĩnh, con này bắn được em ạ. Con nữa này, ok. Xong phim. Bọn nó tấn công vào trong cái thanh tham kìa. Mày chua không? Yes. Hay quá. Tiếp theo con nữa. Con nữa này. Xong. Wave đầu thì khá đơn giản thôi, nhưng mà sẽ từ wave 4, wave 5 gì đấy nó sẽ bắt đầu khó lên dần. Và cuối wave nó sẽ đấu với con boss. Rồi vào đây đi. Mình sẽ để tiết kiệm mấy cái sáng kia, cái ánh sáng kia. Ánh sáng nó sẽ tăng máu. Có con boss kìa. Rồi ok. Tiến lên nào. Bọn này biến hết. Bắn này bắn bình thường được có 21 máu thôi. Xong. Kia sẽ ra chỗ kia, ra kia. Rồi đây. Biến ngay mấy con lùn này. Ok. Dã liên hoàn này. Phóng đạn tên lửa. Wow. Chịu được không? 30 máu. Càng gần càng thấm em ạ. Oh man. Nó gõ mình em ạ. Oh yes. Xong. Ăn máu. Có một đống này, bọn này có giáp, bọn này có khiêng chữ thập. Đấy, một con. Xuyên quá. Nhìn hai không tả được. Một chú, keng. Như đập vào kiểu kim loại ấy. Đấy, con này nữa này. Chết. Rồi, xong quay. Ăn máu. Cái mảnh vỡ thời gian kia càng nhiều nó sẽ được càng nhiều đồ. Cái này đi chơi 4 người vui hơn, đi chơi 1 người thì nó không vui bằng. Và cái tỷ lệ mà chúng ta có thể thủ được rất là hiếm. Các bạn nó cũng khó dần đều lên mà. Vào đây mấy cụ. Vào đây. Rồi. Đông vậy ta. Mình cần hồi lại cái này, nó sẽ có nóng cái nòng như kiểu là súng của con Sichon ấy. Hoặc súng laser của siêu nhân. Con này khá yếu thôi. Đấy, xong rồi. Way complete. À, nó phải vào trong cái vòng này để nó tăng lên đều hay sao ạ. Tăng cái thời gian lên. Nào, tiến lên. Xem có cỗ máy đâu không ta. Không có. Con boss ạ. Bắn nó. Tên lửa tâm nhiệt. Ăn máu vào, đúng rồi. 45 máu này, mày chịu được không? 45 máu đấy. Chết. Chết đi cưng. Wow man. Xuyên qua. Từ, sẽ xuyên qua nó. Chết ngay. Yes, ăn được thêm một đống máu đi. Man. Rồi, chúng ta sẽ xong một cái wave thứ nhất. Khá đơn giản thôi. Chúng ta sẽ bước sang cái wave thứ hai ngay bây giờ đây. Đấy. Wow, nhìn vô cực kìa anh em. Lỗ đen vũ trụ. Hố đen vô cực. Ở đây, trên này. Tinh tinh tong tong. Oh man. Bật vào đây. Oh, mình hết đạn rồi. Xong phim. Chết, ok. Nào, còn ai ở đây nữa không? Một con nữa. Còn hai con nữa ở đâu ta? Con này này. Ở đây này. Ngon. Xong phim rồi. Giờ tiếp theo ta sẽ trong vòng là 10 giây nữa. Con thần lùn kìa, vua lùn. Nhìn đẹp trai phết. Đây.
phải giết cái con boss. Ôi, nó summon lên cái các con plant. Khá là khó chịu ta. Khá là mệt đấy, bọn này khá là mệt ta. Đây đây đây, phải phá hủy cái cây này. Tâm nhiệt này, nhờn, biến. Biến ngay, biến ngay. Tên lửa. Nó sẽ summon ra tiếp. Phá hủy cái này trước. Đây rồi, ngon. Máu máu này. Man. May bọn này nó rơi ra máu đấy. Ở đâu nữa nhở? Rồi, ám sát nó, ám sát nó xong nó. Ta sẽ có mấy cửa nữa kìa. Hoa hướng dương này, hoa hướng dương này, hoa hướng dương này. Si cho này đông thế. Có cả chopper kìa. Chopper đi cắn mình chứ. Biến. Rồi rồi, ok. Phải phá hủy cái trụ đã. Không thì không làm ăn được gì. Cút ra, cút ra, cút ra. Rồi, mình bị đơ bởi con hoa hồng rồi nhá. Phá hủy nó trước, phá hủy nó trước á. Rồi, bây giờ là thảm sát bọn plant. Wow, wow. Mạnh vãi, cái có cái khẩu súng này ở trong cái đấu trường có vẻ ngon không ta? Oh, nó bắn đâu đây? Còn một trụ nữa nhá. Nào, nào, lên đây. 16 giây nữa kìa. 12 giây nữa. Ôi, không kịp, không kịp rồi, không kịp rồi. Chúng ta mải bắn cái kia quá. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Thôi, không, không, không kịp rồi, không kịp rồi. Oh, fail rồi. Xác định, xác định, xác định. Tơ, 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 tơ. Quẻ nhỉ. Rồi. Máy qua vẫn trụ được ta. Ok, ta sẽ bắn từ từ thôi. Bọn này bắn súng ạ. Đã trâu rồi còn, thì còn trâu hơn nữa chứ. Chết. Ăn 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 đấy, ăn cái mảnh này. Đập con nhỏ trước để lấy cái tăng máu đã. Man, con này đập ghê thế. Ôi, nó nạp kìa, nó nạp kìa. Wow, 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 man. Con này trâu thế. 30 máu này, 30 máu này. À, thì 30 máu này, 30 máu này. Ăn máu, ăn máu. Chết ngay. Ở đâu nữa, còn hai con nữa thôi. Máu mình đang giảm một cách trầm trọng luôn đấy. Wow, con này còn đấy, còn cát tút nữa chứ. Nào, ăn máu này, còn ai nữa không? Quay 8 cơ mà còn hai thằng nữa mà. Không có ai ta. Mình được 3252 cái mảnh vỡ thời gian rồi. Rồi ăn máu đã. Ăn xong máu đã. Kìa kìa. Còn không phân biệt được các bọn. À đây đây đây, đây rồi, đã tìm thấy rồi. Tên lửa này, đấy. Xong. Way complete và mình còn 1000 máu rồi. Chúng ta sẽ next sang way 8 ngay bây giờ đây. Kìa có máu rồi. Cố gắng lên được đến way 15 để đổi thưởng. Từ từ nhá. Quay 9, 50 mấy giây để có thể là hạ gục cái kia. Oh oh. Cái này chạy chậm lắm anh em. Cái này chạy chậm, mắc chạy chậm luôn đấy. Cái thời gian nó đang giảm kìa. Không kịp ạ. Bắn nó, bắn nó. Biến ngay, biến ngay, biến ngay, biến ngay, biến ngay, biến ngay. Để mình còn bắn cái kia. Đó, chỉ có 40 mấy giây thôi để bắn nó thôi. Dậm này, nhợt, chết. 17 máu trong với khi đó là một kia là 15 với 23 máu cơ. Wow, xuyên quá, không được rồi. Cái này nó khỏe quá, một mình không chịu được. Không chịu luôn đấy. Nhưng mà thua. Thôi rồi, 5 giây nữa. Sai thật. Oh,
thất bại rồi. Way complete, nhưng mà mình thất bại ở việc là phá hủy cái gọi là cái phi thuyền của bọn người lùn này. Các bạn tại vì chạy chậm quá, cái lúc này chạy chậm kinh. Rồi ăn máu, ăn máu. King, King Gom. Oh, vua. Này thì vua này. Súng lên, súng lên, súng lên. Hạ gục nó, hạ gục nó. Wow, không thể chịu được nhiệt anh em ạ. Rồi. Nó kinh quá, nó bắn ghê quá ta. Oh yes. Chúng ta sẽ lại mở hòm à. Đấy, 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 được 3.500 cái mảnh vỡ thời gian. Cho vài nó tính toán xem sẽ được một cái hòm mấy rồi. Hòm good thôi. Không được cái hòm xịn hơn. Tiền vàng kìa. Một núi tiền vàng và đồ là các kiểu đây. Nào, mở ra nào. Đi cái này kiếm tiền thì cũng được ta. Đấy. Chúng ta sẽ được một đồ ray anh em ạ. Một cái bịt mốt. Rồi. Chúng ta sẽ trở về rồi. Đấy, xong rồi đấy. Way complete là 9 cửa. Ok, và chúng ta sẽ về và chúng ta sẽ đi một trận take over thôi. Không biết có kịp không ta. Mình sẽ vào một trận take over xem liệu có kịp không đây. Đấy, là xong cái nhiệm vụ này rồi. Mình có thể nhận thêm một cái nhiệm vụ khác không ta? Đây, mình sẽ vào đây mình nhận thêm một cái nhiệm vụ nữa đi. Nhiệm vụ này nhiệm vụ gì đây? Ok, mình quay trở lại đây. Nhiệm vụ này gì đây? Start quest, bắt đầu rồi. Nói nhiều quá ta. Nhanh lên cái nào để mình có thể đi nhận thôi. Xong chưa ta? Nhiệm vụ chưa nhận thì phải. Thôi mình sẽ không định làm nữa đâu. Chúng ta sẽ đi lên trên kia vậy thôi. Hiện tại là đang có 30k cũng chẳng đủ mở cái gì cả. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Yeah. Chúng ta có thể mở được một cái pack pack rẻ, giá rẻ ở đây. Một số cái pack giá rẻ ở đây. Đây đây, pack giá rẻ đây. Chúng ta sẽ có cái gói pack xem nào ta. Gói pack này cũng sẽ ra được các cái Ray Character Pie này. Để mình thử xem nhá. Đấy, đấy, có ra mảnh không? Đấy, ra được một mảnh. Vẫn ra được một mảnh. Một con Snapdragon. Một bộ râu của thuyền trưởng. Một cái mặt nạ phòng độc. Hình xăm, hình xăm. Và cái mũi cờ. Rồi. Và ta sẽ xem có nhiệm vụ hàng ngày gì không để mình sẽ đi làm cho nó nào. Ở đây ta sẽ có JPG bằng cái rocket của con Solider hồi sinh 5 con với con Scientist hay hồi sinh 5 zombie này. Hoàn thành 4 quest boss pumpkins stone với con im. Stone với con im ở đây mình có chiêu của con im đây. Stone là chiêu 1 của nó. Ok, anh ta sẽ ra ngoài thôi. Ở đây có đại bác không? Đi vô nhanh. Chúng ta sẽ cố gắng làm xong hai nhiệm vụ cực kiên kia. Ta sẽ cắm cờ lên và stun bằng chiêu 1 xong rồi bắn nó rồi. Cắm cờ lên. Cắm cờ lên nào. Đấy. Chơi cắm cờ chiếm cứ điểm này cũng rất là hay này. Rồi, có bom bom bom. Chạy đã, chạy đã, chạy đã. Bom ngô. Nào, vào đây, tất cả vào đây. Tất cả vào đây. Ui, bom ngô vẫn nổ kìa. Xong ngay, xong ngay, xong ngay. Mình có chiêu 1 có thể là hóa thành được ấy. Nhưng mà từ. Mình sẽ cần trồng một con hồi máu thôi. Từ từ nhá, trồng con hồi máu cái. Không có hồi máu đâu. Đông thế, đông thế, đông thế.
Con này mắc ít máu luôn. Bắn thì khỏe nhưng mà mắc ít máu luôn. Có một cái hòm này nhá, có hòm tiếp tế rồi. Cái hòm đâu ta? Đây đây, ở dưới. Không biết có kịp không đây. Đấy rồi, ra rồi. Super Brain. Trời ơi, game over rồi. Nó chiếm cứ điểm rồi. Hài vãi cả nồi ra. Cái nhiệm vụ kia mình xong chưa ta? Stun được 3/30. Ba trên 30 này, đúng rồi. 6 rồi. Có mấy con nào đánh hộ mình chứ không, bình thường là không có đâu. Từ từ mình sẽ về và mình cần. Ôi, bây giờ mình sang bên plan rồi. Wow. Nhiệm vụ này không hề hoàn thành dễ dàng tí nào cả. Các bạn là con này nó ít máu quá. Respawn này. Set match. À, sẽ có thêm quả bom nữa. Nào, lao vào giữa và ném thẳng quả bom vào người nào. Rồi, cắm cờ nữa. Lên, cắm cờ lên. Ui, chưa gì đã còn tí máu kìa. Ok. Một đống luôn, mình sẽ dụ hết bọn này vào đây. Từ bom nổ. Nó có đánh cả sau mình cơ. Đông lắm nhá. Đây này, đấy. Búp. Hạ gục nó. Ok. Thật ra mình cũng không cần, thật ra mình cần làm xong cái nhiệm vụ thôi. Đấy, rồi, xong, nổ luôn. Cái con im nó nổ đâu thì bọn kia chết hết. Chỗ đấy. Lượt 2 thì chúng ta sẽ để nó game over đi. Từ mình cần phải dụ đông một tí. Đây, đông rồi, từ từ á. Chưa được ta. Ném. Không kịp ném luôn. Trời ơi. Phí quá. Chết luôn rồi. Ok, được bao nhiêu cái rồi? 17/30 rồi, còn 13 cái nữa thôi. Là xong rồi. Kéo cờ 1-2 lần nữa là xong rồi. Lên. Kéo cờ sẽ rủ rất là đông bọn nó đến. Này. Nhiệm vụ tiếp theo. Mình đứng đây mình dụ rồi. Đấy, một đám kìa. Wow, tầm khoảng 5 con. Bom ngô. Từ á. Tụ hết vào đây. Đúng rồi, tụ hết vào đây. Bọn này chạy nhanh lắm nhá. Man, cái gì đây? Wow. Đông thế. Man. Rồi, chết luôn rồi. Đến spawn nào. Stun không biết được quả bao nhiêu phát nhở. Game over tiếp. Mình gần thế thôi, mình cần khoảng đây rồi. 24 còn 6 con nữa thôi. 6 con nữa là xong rồi. Một tơ nữa thôi là xong. Cái nhiệm vụ khó khăn này. Lên. Kìa, một đàn kia rồi. 6 con ạ, 6 con đi tách ra. Đi tách ra này, xong luôn. Thảm sát. Yeah, đó thì đơn mình được. Rồi ok, thì mình sẽ kết thúc tập này ở đây nhé. Và nếu các bạn thấy cái video này hay thì đừng quên bỏ lại một like cũng như là chia sẻ với giúp mình. Cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.